Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 1935 đến 1939. Tập 1935. Nhân gian đạo, đối ứng lục diệt chân quyết hóa chữ thiên. Ngay tại lúc này, một hồi ông minh ở Diệp Thần trong tai vang lên, hắn trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ rung động, chỉ gặp ở trước mắt lại là có một phiến mây đen ùn ùn kéo đến tới mà đây mây đen, là đêm lấy dù sao cũng nhớ màu đen kỳ trùng biến thành. Cái này nhân gian đạo kỳ thú, lại là một đám côn trùng. Thiên đan lão nhân thần sắc âm trầm nói, ngươi đệ tử. Cố tuyển, ngươi chớ có để đùa bỡn lão phu, bằng một tên tiểu bối, như thế nào có thể luyện thành cái này kim vu luyện thể hoàn, không muốn lãng phí lão phu thời gian. Ý này, nói là hắn thiên đan lão nhân, liền tên tiểu bối cũng không bằng. Cố tuyển đôi mi thanh tú hơi nhăn, chậm rãi lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới thiên đan lão nhân trước mặt nói, mời tiền bối mở ra bình ngọc này xem xem. Ừ, thiên đan lão nhân nhận lấy bình ngọc, từ từ mở ra, nhưng là con người có giúp một cái. Cố tuyển trong mắt, cũng không khỏi được hiện lên vẻ thấp thỏm ý, nàng biết, diệp thần ở trong đó đặt vào một viên thuốc, không biết đan dược này có thể hay không đánh động thiên đan lão nhân. Một khắc sau, thiên đan lão nhân trong mắt, hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi vẻ, không chút do so dự lấy ra viên thuốc này ngưng mắt nhìn, rồi sau đó, lại là thân hình chớp mắt, mang đan dược này đi tới đan phòng bên trong, một lát đối với đan dược rót vào linh lực, một lát đem đặt ở hình thù kỳ lạ dụng cụ bên trong xem xét biến hóa, cố tuyển mặt lộ vẻ nghi hoặc, thiên đan lão nhân đây là thế nào? Mà thiên đan lão nhân lấy ra viên thuốc đó bên trên, bất ngờ có một đạo phức tạp đan văn. Diệp thần gầm nhẹ một tiếng, cả người trên dưới, truyền tới khó có thể tưởng tượng đau đớn thời khắc này hắn lại là hoàn toàn bị một đoàn mây đen bao phủ. Nói chính xác là bị vậy vô số nhân gian đạo kỳ trùng bao phủ. Cái này kỳ trùng thân trên đều mang hủy diệt mộ đạo, đang đang điên cuồng cắn nuốt hắn thân thể. Mà vô luận vì sao loại thủ đoạn công kích, tựa hồ cũng khó mà đem cái này kỳ trùng giết chết, trừ phi sử dụng hủy diệt mộ đạo. Có thể, cho dù lấy hủy diệt mộ đạo giết chết cái này kỳ trùng, cũng có kỹ xảo. Cái này mỗi đầu kỳ trùng cũng sẽ lấy hủy diệt mộ đạo, phòng ngự tự thân, có thể mỗi đầu kỳ trùng phòng ngự, đều có hắn điểm yếu, hơn nữa mỗi người không giống nhau. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, muốn chiến thắng cái này kỳ trùng, duy nhất phương pháp chính là khống chế mình hủy diệt mộ đạo, công hướng mỗi một đầu kỳ trùng phòng ngự điểm yếu. Nhưng lúc này, hắn đối mặt là nhiều ít đầu kỳ trùng công kích. Hàng ngàn hàng vạn chứ. Phải đem hủy diệt mộ đạo, đồng thời có hàng ngàn hàng vạn loại lực lượng, đối kháng cái này bầy trùng nói dễ vậy sao cái này hóa chữ thiên tinh túy lại là muốn cho võ giả đối với hủy diệt mộ đạo thao túng đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi bước ước chừng đối với đan dược này nghiên cứu ba ngày sau thiên đan lão nhân mới cẩn thận đem giấu kỹ cảm thán một cái nói trên đời lại có đan đạo như vậy kinh thiên người thấy người này luyện thành đan lão phu chỉ cảm thấy mình đan đạo tu đến chó trên người cố tuyển mặt hiện vẻ kinh sợ cái này tánh tình cổ quái lão đầu lại đối với diệp thần đan dược như vậy sùng bái. Một khắc sau, thiên đan lão nhân có chút hưng phấn đối với cố tuyển nói, vị kia luyện đan tông sư, giờ phút này người ở chỗ nào, mau dẫn ta đi gặp hắn. Có thể cùng như vậy kỳ tài trao đổi đan đạo, đừng nói một tấm kim vu luyện thể hoàn đan phương, chính là đem lão phu tất cả đan phương, cũng tặng cho hắn, thì có khó khăn gì. Cố tuyển nghe vậy, cái khăn che mặt xuống dung nhan tuyệt thế bên trên, hiện lên lộ một cái vẻ phức tạp, chậm rãi gật đầu nói, vậy chúng ta cái này thì lên đường đi. Cũng không biết, làm nàng trở lại diệt tuyệt lục đảo lúc đó, hắn còn ở hay không cõi đời này. Âm một tiếng vang thật lớn, một đạo vô cùng là cường đại khí tức hủy diệt, từ một đoàn mây đen bên trong, bộc phát ra, lúc này, trên mặt đất, đã tràn đầy máu tươi, mà máu tươi bên trong, thì có một cái cái trùng thi, rậm rạp chẳng chịt, không biết phàm kỷ. Đi đôi với cái này khí tức hủy diệt dâng lên, càng nhiều hơn trùng thi rơi xuống, vậy ùn ùn kéo đến trùng vân vậy rốt cuộc tiêu tán lẻ tẻ một ít kỳ trùng chạy tứ tán lẻn vào trùng trong rừng mà trên không trung thì hiển lộ ra một đạo vô cùng là kinh khủng bóng người thời khắc này diệp thần cả người máu thịt cơ hồ bị gặm nhấm hầu như không còn giống như một cái màu máu khô lâu vậy đứng yên không trung hắn cúi đầu nhìn một cái trước ngực bữa trước yêu dấu vết thần sắc khá làm khó xem hắn gặp lại bữa trước yêu xem ra chỉ cần mình mỗi lần rơi vào sắp chết, ngày nay yêu liền có thể tìm được cơ hội thông qua thiên yêu dấu vết, ảnh hưởng mình thần hồn, bất quá, cũng có thể mượn này để cho hắn ngay tức thì bộc phát ra một cổ cường đại sinh mệnh lực. Mới vừa, nếu là không có sinh mạng lực này, hắn rất có thể liền nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại, ngày nay yêu tựa hồ còn không có đối với hắn bất lợi cử động, ngược lại hai lần. Cũng giúp hắn vượt qua cửa ải khó, nhưng Diệp Thần biết, bảo hộ lột ra là tuyệt không có kết quả gì tốt bất quá dưới mắt, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thiên đan lão nhân lấy ra hai viên thuốc, một quả mình ăn vào, một quả đưa cho cố tuyển nói, đan dược này có thể chống đỡ khí lạnh, vượt qua tám hàn ma vực, sẽ ung dung rất nhiều. Cố tuyển cũng không có khách khí, nàng hiện tại vô cùng là khẩn cấp muốn phải trở về diệt tuyệt lục đảo bên trong. Mặc dù nàng không có thể thay đổi thực tập kết quả, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng là vô cùng quan tâm diệp thần bây giờ tình huống hai người bóng người, rất nhanh không vào trong gió tuyết. Diệp thần cặp mắt híp lại, ngưng mắt nhìn trước mắt kỳ thú, có chút khó có thể tin lầm bẩm nói, đây chính là thiên nhân đạo kỳ thú. Ở hắn trước mắt là một đầu nhìn qua người vô hại kim sắc tiểu long, đang tò mò vây quanh diệp thần bay tới bay lùi. Thiên nhân đạo, đối ứng lục diệt chân quyết sinh chữ thiên. Cái này sinh chữ thiên, ngược lại là rất có ý tứ. Hủy diệt mộ đạo, là sát phạt diệt tuyệt chi đạo, như thế nào cùng sinh liên hệ quan hệ ngay tại lúc này một đạo sấm sét màu vàng ầm ầm xuống đánh trúng vậy kim sắc tiểu long nguyên bản người vô hại bộ dáng kim long ngay tức thì phát ra một tiếng giống giận thân hình nhanh chóng bành trướng biến thành một đạo thông thiên long ảnh vô cùng uy nghiêm hắn thân rồng bên trên khí tức hủy diệt kích động một đôi kim màu mắt nhìn xuống diệp thần tựa như nhìn một con kiến hồi mà ở nơi này kim long nhìn chăm chú dưới lá lại là cảm thấy quanh thân không khí cũng xu hướng tại động lại, vô cùng nguy hiểm hơi thở, bao phủ quanh thân. Cảm giác này để cho Diệp Thần nghĩ tới một người. Diệp Lạc Nhi Diệp Lạc Nhi trên mình ôm lấy tổ long huyết mạch. Chẳng lẽ điều này Kim Long và trong truyền thuyết tổ long có cái gì sâu xa? Vậy Kim Long mắt rồng bên trong, tàn khốc chớp mắt, chợt hướng Diệp Thần, một móng đè xuống. Diệp Thần thấy vậy, trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt, cái này Kim Long công kích, tựa hồ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là làm sao tựa hồ không có mang chức hủy diệt mộ đạo. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bật hơi mở rộng, thiên yêu thân thể thi triển, đậm đà vô cùng hủy diệt mộ đạo. Quấn quanh ở sát kiếm bên trên, hôm nay, diệp thần thao túng cái này hủy diệt mộ đạo, đã cùng thao túng ngón tay không có bất kỳ phân biệt. Hắn chợt bước ra một bước, dưới chân không gian quy luật mất đi, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở màu vàng thiên long sau lưng. Nguyên bản khó mà làm được đạp diệt không gian, đối với hôm nay nắm giữ hóa chữ thiên diệp thần mà nói, đã không phải là việc khó dĩ nhiên tiêu hao vẫn không nhỏ nhưng đối với diệp thần mà nói dùng như vậy tiêu hao tới chiếm tiên cơ đáng giá xuất hiện ở kim long sau lưng diệp thần bỗng nhiên giơ tay lên hướng về phía kim long long cảnh chỗ chém xuống một kiếm nhưng ngay khi kiếm quang đánh trúng kim long cổ ngay tức thì một màn quỷ dị nhưng xuất hiện vậy hủy diệt mộ đạo vô cùng là ngưng luyện kiếm mang rơi vào long cảnh đồng thời kim long long cảnh bên trên chính là bạo phát ra một hồi mãnh liệt khí tức hủy diệt, rồi sau đó, diệp thần kiếm quang lại là bể nát. Mà vậy Kim Long, bất quá là miếng vảy bên trên nhiều mấy đạo liệt ngân thôi. Kim Long trong mắt bên trong, hiện lên vẻ châm chọc, Long chảo lộn một cái, liền hung hăng đem mặt đầy vẻ rung động diệp thần trục ở trên mặt đất. Diệp thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngưng trọng địa đạo, đây chính là sinh chữ thiên nghĩa sâu xa sao. Sơ xem sinh chữ thiên, diệp thần còn có chút không cách nào hiểu, có thể thấy mới vừa một màn kia sau đó, Diệp Thần liền sáng tỏ. Vì sao mà sống? Không diệt, chính là sinh. Cái này Kim Long lại là đem hủy diệt mộ đạo hoàn toàn sáp nhập vào thân thể bên trong, mặc dù không cách nào thả ra ngoài, nhưng gặp phải công kích lúc đó, cái này hủy diệt mộ đạo liền sẽ bùng nổ, đem hết thảy công kích hóa thành hư không. Nếu như không có có thể làm mình bị thương lực lượng, há không phải là sinh. Trong chốc lát, Diệp Thần sắc mặt khó coi, cái này phải thế nào đánh? Liên Minh vậy lấy ngưng chữ Thiên, nuốt chữ Thiên cường hóa, lấy cùng chữ Thiên xúc lực, dung nhập vào võ kỹ, lấy hóa chữ Thiên thao túng kiếm mang, đều không cách nào kích phá cái này Thiên Nhân Đạo Kỳ thú hủy diệt đạo vận phòng vệ, phải như thế nào chiến thắng tại nó? Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, bắt trước nó. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, cái gì? Huyền Hàn Ngọc nói, bất kỳ phòng ngự đều có cực hạn chỉ cần ngươi tiếp tục dưới sự công kích đi, luôn có kích phá vậy thiên nhân đạo kỳ thú hủy diệt đạo vận thời điểm. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh nói, cho nên ta muốn bắt trước nó, đem hủy diệt mộ đạo, ngưng luyện ở mình trong cơ thể. Tập được cái này sinh chữ thiên, ngăn cản cái này kim long đối với ta tạo thành tổn thương, gia tăng ta công kích cơ hội. Nếu như một mặt mãnh công, không để ý tự thân, cho dù cái này kim long không lấy hủy diệt mộ đạo công kích, bằng vậy lực tàn phá kinh khủng, Vậy đủ ở Diệp Thần đột phá hắn phòng ngự trước, trọng thương Diệp Thần. Có thể, nếu như Diệp Thần vậy thi triển sinh chữ thiên, dựa vào cả người nghịch thiên sinh mệnh lực, ngược lại là có cơ hội cùng cái này Thiên Nhân Đạo kỳ thú đánh một trận. Một cổ tuyệt mạnh thần niệm chập chờn ngưng tụ ở Diệp Thần cặp mắt bên trong, Niệm ma thân thể và luân hồi huyết mạch thi triển, mắt mâu biến thành đen thui vẻ, ở quan thiên hóa giới tác dụng, từng đạo quy luật lực xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Lấy Diệp Thần đối với hủy diệt đạo vẫn quen thuộc, rất nhanh liền phát hiện hủy diệt quy luật ở kim long bên trong thân thể vận hành phương thức diệp thần có thể thành công đột phá trước mấy cái đảo đảo nhỏ nắm giữ lục diệt chân quyết quan thiên hóa giống vậy công không thể không diệp thần hít sâu một hơi hủy diệt mộ đạo lại nữa hướng ra phía ngoài tản mát mà là ngưng tụ ở bên trong thân thể tập được ngưng cuồng nuốt hóa bốn quyết diệp thần lại xem qua sinh chữ thiên lấy hắn tư chất bắt trước đứng lên ngược lại là khá là được thuận lợi Vậy Kim Long tựa hồ vậy nhìn thấu một điểm này, bất quá, hắn mắt rồng bên trong lại là hiện lên lau một cái nhân cách hóa vẻ khinh thường. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong cơ thể chờ truyền ra một hồi nổ vang, máu tươi tự thể đồng hồ tràn đầy ra, hắn mở chừng hai mắt, phun ra búng máu tươi lớn. Phải đem hủy diệt đạo vận, giống như vũ y vậy ngưng luyện ở bề mặt, lại là thật khó điều khiển, cho dù hắn tập được hóa chữ thiên, cũng không được. Lực lượng kia, ngay tức thì bộc phát ra, đừng nói ngưng tụ thành phòng ngự, thậm chí để cho mình bị thương không nhẹ. Bất quá, Kim Long ngược lại là dù bận vẫn nhàn, không có tiếp tục công kích ý, liền nhìn như vậy cả người là máu diệp thần, mắt rồng bên trong, dần dần hiện lên vẻ nghi hoặc. Đột nhiên tới giữa, một đạo trẻ thơ vậy thanh âm, ở diệp thần trong đầu vang lên nói, thằng nhóc, huyết mạch ngươi ngược lại có chút ý, liền bản Long đều không cách nào nhìn thấu. Nếu như, ta giúp ngươi luyện thành cái này lục diệt chân quyết sinh chữ thiên, ngươi có thể đáp ứng không ta một chuyện. Diệp thần hơi sững sờ, nhìn vậy Kim Long nói, ngươi sẽ nói nói. Vậy Kim Long vô cùng là khinh bỉ nhìn Diệp thần một cái nói, bản Long nhưng mà chư thiên trí cường chân linh, bất diệt chân Long, ngươi hỏi ta có biết nói chuyện hay không. Nhưng mà cầm ta theo những cái kia không đầu óc xúc sinh, tương để tịnh luận. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, cái này Kim Long không biết sống sót nhiều ít năm tháng, mà cho tới bây giờ, sức sống vẫn vô cùng dâng trào tràn đầy tinh thần phấn chấn, phảng phất ra đời không bao lâu đứa bé vậy, có thể gặp hắn Thọ Nguyên, hẳn du tăng đến khó có thể tưởng tượng bước. Thậm chí, là như vậy cùng thiên địa đồng thọ cực kỳ tồn tại, nói như vậy, huyết mạch xem ra đúng là mạnh mẽ vô cùng, biết nói chuyện cũng không có ly kỳ bao nhiêu. Bất quá, Diệp Thần còn có có chút hoài nghi nhìn Kim Long nói, "Ngươi nói, giúp ta luyện thành sinh chữ thiên, ngươi biết lục diệt chân quyết." Kim Long xem kẻ ngu liền nhìn Diệp Thần nói, vốn là tên kia đem chúng ta khốn tại cái này trong đảo. Chính là là dạy dỗ các ngươi hủy diệt mộ đạo, ta làm sao sẽ không biết cái này lục diệt chân quyết. Chỉ bất qua mấy cái khác người, đầu óc không ta như thế thông minh, bị hủy diệt đạo vận mê thần trí, chỉ biết là giết hại chiến đấu thôi. Diệp thần trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, vậy ngươi muốn ta giúp một tay, là cái gì? Nếu là có cái này kim long tương trợ, hắn phải luyện thành cái này sinh chữ thiên, nhất định chuyện đỡ tốn nửa công sức nếu không hắn sợ rằng rất khó thông qua cửa ải này Kim Long thân hình động một cái lần nữa biến thành vậy người vô hại Kim sắc tiểu Long trong mắt bên trong lộ ra nhớ lại vẻ nhàn nhạt, nhạt nói năm đó ta phạm xuống sai lầm lớn bị vậy họ cố người tù ở đất này hối cải hôm nay cũng không biết đi qua nhiều ít năm tháng ta hối cải vậy hối đủ rồi đi ra lâu như vậy vậy nên về nhà Diệp Thần khẽ cau mày nói ngươi là muốn ta giúp ngươi phá trận ra chuyện này hắn cũng không cách nào làm được, chứ không nói làm như vậy thật xin lỗi cố tuyển. Lo cho gia đình đi về sau con em không cách nào thông qua nữa cái này diệt tuyệt lục đảo lên kỳ thú, tu tập sinh chữ thiên. Cho dù hắn nguyện ý, vậy xa xa không có thực lực đó, kích phá lo cho gia đình tổ tiên lưu lại đại trận này. Cái này lục đạo kỳ thú, người người có càn khôn cảnh trên thực lực, nhưng vẫn bị lo cho gia đình tổ tiên khốn ở đất này. Có thể gặp cái này lo cho gia đình tổ tiên thực lực, nghịch thiên đến hạng bước, như vậy tồn tại lưu lại đại trận, há lại là hôm nay Diệp Thần có năng lực công phá. Vậy Kim Long lắc đầu nói, không cần như vậy phiền toái, ngươi chỉ cần tìm một đầu và ta có giống vậy lực lượng kỳ thú thay thế ta, ta liền có thể rời đi. Diệp Thần nghe vậy ngẩn ngơ, không khỏi được mặt lộ cười khổ nói, xem ngươi như vậy tồn tại, chí ít cũng là càn khôn cảnh trên thực lực, bằng ta, như thế nào có thể làm được. Vậy Kim Long có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần nói, mặc dù ta không nhìn thấu Vậy do ngươi luân hồi huyết mạch, nho nhỏ càng khôn cảnh mà thôi, đối với ngươi mà nói coi là cái gì, ngươi liền điều này cũng không biết. Diệp thần thần sắc, hơn nữa kinh ngạc nói, ngươi nói gì sao? Tập 1936 Luân hồi huyết mạch, chẳng lẽ cái này tiểu kim long từ trên người mình nhìn ra chút cái gì? Diệp thần không khỏi được hồi tưởng lại ở đó căn nguyên bên trong, nghe được thiên yêu cùng tên kia là luân hồi tồn tại đối thoại. Chẳng lẽ, mình thật là cái gì luân hồi nhất tộc? Kim Long nhìn Diệp Thần thần sắc, chỉ mong nói, thôi thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tương lai thực lực đủ lúc đó, cứu ta đi ra ngoài chính là. Dứt lời, há miệng phun ra một viên màu vàng hạt châu. Kim Long ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, liền vậy kỳ thú, ta cũng vì ngươi tìm xong rồi. Hạt châu này bên trong, ghi lại vậy kỳ thú chỗ chỗ, tên này mặc dù thích phá hoại cái khác vị diện, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở nhà mình. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta, đối đãi ngươi đủ thực lực sau này, Thay ta đem nó chụp tới, ta liền để cho ngươi hoàn toàn nắm giữ cái này sinh chữ thiên. Diệp Thần nhìn vậy Kim Châu, ánh mắt không ngừng lóe lên, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đem Kim Châu thu vào trong tay nói, được, ta đáp ứng ngươi. Kim Long mắt rồng bên trong hiện lên vẻ vui mừng, nó há miệng, chợt khạc ra một hơi tinh khí, vậy tinh khí hóa thành hình rồng, chui vào Diệp Thần kinh mạch bên trong. Kim Long nhắm hai mắt lại, giọng vô cùng nghiêm túc nói, hiện tại bắt đầu, dựa theo ta tinh khí chỉ dẫn, điều khiển hủy diệt đạo vận. Hai ngày sau, Diệp Thần cùng Kim Sắc Tiểu Long đều là thở hồng hộc nằm ở trên mặt đất. Vậy Kim Sắc Tiểu Long liếc mắt một cái Diệp Thần, không khỏi được mắng, ngươi tên này, làm sao đần như vậy? Bản Long dạy hai ngày, ngươi mới học sẽ. Diệp Thần có chút im lặng nhìn vậy Tiểu Long, cái này hai ngày đơn giản là địa ngục giống vậy sinh hoạt. Hắn có thể rất tới đây, luyện thành sinh chữ thiên, toàn bộ ám vực trên lịch sử cũng không tìm được nhiều ít cái đi. Không, phòng đoán một cái vậy không tìm được mà ở nơi này tiểu long xem ra đây cũng là đần theo cái này kim sắc tiểu long nói cái này cái gọi là sinh chữ thiên thật ra thì chính là một môn so với là nông cạn vận dụng thiên đạo lực phòng vệ thân mình pháp môn chân chính tên hẳn gọi là thiên đạo hộ thể thần thông mà hủy diệt mộ đạo thành tựu nguyên thủy ba đạo một trong dùng để hộ thể dĩ nhiên là vô cùng cường hãn có thể tu tập quá trình nhưng cũng vô cùng thống khổ diệp thân cũng không biết mình thân thể có nhiều ít lần suýt nữa nổ tung. Tiểu Long tựa hồ diễn cảm có chút ngưng trọng lẩm bẩm, chẳng lẽ là bản Long nhìn lầm rồi? Thằng nhóc này đần như vậy, làm sao xem cũng không xem có cao cấp huyết mạch dáng vẻ à? Diệp Thần sậm mặt lại nhìn vậy Kim sắc Tiểu Long, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ở tư chất trên như vậy khinh bỉ. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần trên gương mặt liền hiện lên một nụ cười, hắn đứng dậy, trong cơ thể đạo vận bỗng nhiên một thịnh, trong nháy mắt nhàn nhạt, nhạt ánh trăng hiện lên ở bề mặt, chính là vậy linh thắng bảo thường. Mà linh thắng bảo thường dưới thì mơ hồ có hắc quang tràn đầy. Đi qua tiểu long giải thích sau đó, Diệp Thần mới biết, cái này linh thắng bảo thường thật ra thì chính là ánh trăng lực bên trong ẩn chứa quá vận nơi biến ảo. Hôm nay, hắn có thái âm cùng hủy diệt hai tầng trời đạo hộ thể, cho dù là vượt xa mình cường giả công kích, phỏng đoán cũng có thể không để cho mình chết. Nắm giữ cái này sinh chữ thiên sau đó, mang tới thu hoạch, so Diệp Thần dự đoán bên trong còn lớn hơn trên không thiếu. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì có vậy kim sắc tiểu long dẫn dắt, nếu không, dựa hết vào diệp thần mình lĩnh ngộ. Cho dù có thể luyện thành ngày này đạo hộ thể thần thông, vậy tuyệt đối đạt không cho tới bây giờ tầng thứ. Vậy kim sắc tiểu long, như là lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi đừng cao hứng được quá sớm, lấy ngươi bây giờ thiên đạo hộ thể thần thông. Cũng chỉ miễn cưỡng có cùng vậy tu la đạo quỷ đồ đánh một trận tư cách mà thôi, ngươi có thể đừng chết ở quái vật kia trong tay, Bản Long còn muốn dựa vào ngươi thoát khổ đâu. Diệp Thần thần sắc động một cái nói, ngươi gặp qua vậy tu la đạo kỳ thú? Kim Sắc Tiểu Long nghiêm túc nói, ta vẫn cùng hắn đánh nhau đâu, vật quỷ này cũng không phải là trước mấy tòa trên đảo Súc Sinh có thể so. Diệp Thần ánh mắt ngương trọng nhìn Kim Sắc Tiểu Long, hỏi, cái này tu la đạo kỳ thú là như thế nào tồn tại? Kim Sắc Tiểu Long thần sắc âm trầm nói, quỷ kia đồ liền Súc Sinh cũng không bằng. Diệp Thần khóe miệng giật một cái. Đầu rồng này thật đúng là thiếu đánh. Ngay tại lúc này, một đạo sáu màu linh quang hiện lên ở Diệp Thần quanh thân, hắn mặc dù không có chiến thắng Kim Sắc Tiểu Long, nhưng tập được sinh chữ thiên, liền coi như là thông qua thực tập, trận pháp phải đem hắn đưa vào cuối cùng một tòa hòn đảo. Kim Sắc Tiểu Long nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói, cuối cùng một tòa trên đảo, là thật đang có tu la huyết mạch hung thú, nhớ, nhất định phải lấy thiên đạo hộ thể thần thông, chặn hắn toàn bộ công kích, đừng chết. Diệp Thần bóng người Dần dần tiêu tán, chỉ để lại một đạo thanh âm nam tử, ở nơi này thiên nhân đạo trên đảo vang vọng. Nếu ta đáp ứng cứu ngươi đi ra ngoài, lại sao sẽ chết dễ dàng như vậy? Một đạo thức tha bóng người, trên không trung nhanh chóng chớp động, cố tuyển cái khăn che mặt xuống mặt đẹp bên trên, lại là lộ ra nóng nảy thần sắc, rất nhanh, nàng liền đi tới Diệt Tuyệt Lục đảo kết giới ra. Giữa lúc nàng hướng sáu tòa hòn đảo đầu đi ánh mắt, chuẩn bị tìm Diệp thần bóng người lúc đó, một hồi kinh thiên động địa vang lớn bỗng nhiên bùng nổ liền toàn bộ trận pháp đều tựa hồ hơi lắc lư cho dù đứng ở ngoài trận cố tuyển cũng có thể cảm thấy tí ti mất đi hơi thở cố tuyển mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ kinh dị hướng vang lớn chuyển tới phương hướng nhìn cuối ánh mắt chính là thứ sáu cái đảo đảo nhỏ tu la đạo kỳ thú chỗ đảo đáng chết diệp thần cả người đã bị máu tươi nhiễm thấu con ngươi hơi hỗn loạn nhìn trước mắt bóng người mà giờ khác này trước ngực của hắn lại là xuất hiện ba đạo dữ tợn vết thương. Tựa như bị móng nhọn vạch ra vậy. Mới vừa, Diệp Thần còn cảm thấy mình thiên đạo hộ thể thần thông có thể ngăn cường giả nhất kích. Có thể hiện tại lại là ở nơi này bị áp chế cảnh giới tu la đạo kỳ thú nhất kích dưới, liền bị xuyên thấu. Hơn nữa, cái này ba đạo vết cào tạm thời tới giữa lại là không có chút nào khép lại dấu hiệu. Ở Diệp Thần trước người đứng là một đầu vô cùng là quỷ dị hung thú, Hắn tựa như người không thuộc mình, tựa như rồng không phải rồng, hai chân chạm đất, khắp người đen nhánh bắp thịt, một đôi màu đỏ như máu móng nhọn, cả người tản ra cực kỳ kinh khủng sát khí, mà ở hắn nơi mi tâm có một đạo vô cùng kỳ dị màu máu dấu vết. Cái này chính là vậy tu la đạo kỳ thú. Mà ở nơi này kỳ thú móng nhọn bên trên đang có từng giọt máu tươi, giọt rơi xuống mặt đất. Diệp thần máu tươi. Diệp thần trầm giọng nói, đây chính là chữ giết thiên lực lượng sao? Lục Diệt Chân Quyết, cuối cùng một bài chính là chữ Diệt Thiên. Đây là ngày có thể nói là Lục Diệt Chân Quyết bên trong phức tạp nhất một bài, nhưng vậy có thể nói là đơn giản nhất một bài. Bên trong cho chính là sát sinh. Đem hủy diệt mộ đạo, hóa thành sát sinh nặng khí. Hiệu quả khủng bố đến hạng tầng thứ. Cho dù là Diệp Thần một kích toàn lực, phối hợp sinh chữ Thiên hộ thể thần thông, đều không cách nào hoàn toàn chặn tu La đạo kỳ thú, lấy lực lượng này thi triển nhất kích. Khó trách, vậy Kim Sắc Tiểu Long nói muốn phòng bị Tu La đạo kỳ thú tất cả công kích. Nếu là không có hủy diệt đạo vận hộ thể thần thông, mới vừa rồi một kích kia đã đủ để tiêu diệt Diệp thần. Tu La đạo kỳ thú liếm liếm móng vuốt lên vết máu, lại là một bộ vô cùng hưởng thụ thần sắc, thân hình động một cái, liền lần nữa hướng Diệp thần nhào tới. Diệp thần hít sâu một hơi, bước ra một bước, đạp diệt không gian, thân hình ngay tức thì từ tại chỗ biến mất. Kết giới ra cố tuyển mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ khẩn trương từ mới vừa rồi tản ra chập trần phán đoán vậy tu la đạo kỳ thú tu vi hiển nhiên vượt qua diệp thần cực hạn à tại sao có thể như vậy nguyên bản muốn thông qua diệt tuyệt lục đảo chính là muôn vàn khó khăn huống chi là như vậy dưới tình huống trong chốc lát cố tuyển thậm chí hối hận mang diệp thần đi tới nơi này cho dù ban đầu cố tuyển lấy nửa bước càn khôn cảnh tu vi đối mặt vậy tu la đạo kỳ thú đều là hiểm chết còn sinh gần đây kiêu ngạo nàng, lần đầu tiên rõ ràng liền cái gì gọi là sợ hãi. Nếu không phải vậy kỳ thú tính cách tồi tệ, lấy hành hạ con mồi làm thú vui, để cho nàng lấy được cơ hội thở dốc, thời khắc tối hậu, lĩnh ngộ chữ giết thiên, đem đánh cho bị thương, thông qua thực tập. Nếu không, nàng, có thể sớm đã chết ở móng xuống à. Nàng, vô cùng rõ ràng, cái này tu la đạo kỳ thú có kinh khủng dường nào, cho nên, cũng rất rõ ràng, Diệp Thi Thiên bây giờ tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm từng tiếng vang lớn không ngừng từ tu la đạo trên đảo vang lên diệp thần giờ phút này cả người trải rộng rất nhiều vết thương gây rợn mang vô tận sát phạt ý vận hủy diệt mộ đạo xâm nhập vào bên trong cơ thể cho dù lấy hắn sức sống mạnh mẽ đều không cách nào đem thương thế này áp chế xuống hắn cắn chặt hàm răng lảo đảo chuyển kiếp rừng cây ánh mắt chớp mắt lẻn vào một tòa bóng tối hang bên trong mà ở hắn sau lưng một đạo khủng bố bóng người đang không nhanh không chậm hướng động này quật đi tới Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, một bên đi hàng chỗ sâu lẻn đi, một bên điên cuồng lĩnh ngộ trước tu la đạo kỳ thú trong cơ thể, vậy tựa như đặc biệt là sát sinh mà tồn tại hủy diệt đạo vận. Cái này tu la đạo kỳ thú, ở đó sát sinh lực ra chỉ xuống, không chỉ có có liền Diệp Thần đều không cách nào tiếp nhận lực công kích, hơn nữa, tu la huyết mạch vốn là trí cao vô thượng sát phạt chiến đấu huyết thống, cho dù lấy Diệp Thần hôm nay ở hủy diệt thần trên đường thành tựu, vậy rất khó trong thời gian ngắn đem trọng thương. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, hôm nay nên như thế nào vượt qua trước mắt khốn cảnh. Duy nhất đáng may mắn, có lẽ chính là cái này Tu La đạo kỳ thú, tựa hồ đối với chiến đấu, săn thú quá trình, khá là hưởng thụ, tựa hồ cũng không vội trước giết chết mình, mà là giống như là chơi đùa mình con mồi vậy, ở mua vui trước. Cái này, không thể nghi ngờ cho Diệp Thần lật bàn cơ hội. Đột nhiên, Diệp Thần trước mắt xuất hiện một cái đầm thiên nhiên dưới đất hồ, hắn ánh mắt nhỏ tránh làm ra một cái quyết định tu la đạo kỳ thú men theo mùi máu tươi bước vào hang bên trong nó tròng mắt bên trong hung quang chớp động ngưng mắt nhìn trước người cách đó không xa lòng đất hồ tựa như rồng không phải rồng trên gương mặt hiện lên lau một cái nụ cười châm chọc hắn khẽ nâng lên móng vuốt vô tận hủy diệt mộ đạo ở móng nhọn trên ngưng tụ kinh khủng sát ý ngay tức thì đem động này quật hóa thành một cái tu la luyện ngục mặc dù cái này tu la đạo kỳ thú không có thi triển tự tại thiên nhưng cái này một cái động tác đơn giản lại là làm cho thiên địa quy luật điên cuồng vặn vẹo. Ở nơi này kỳ thú chuẩn bị một móng vung xuống, công hướng hồ kia bạc lúc đó, hắn trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo kỳ quang. Nước hồ nổ vang, một đạo cả người vết thương chồng chất bóng người, chợt hướng hắn bay sông lên đi. Kỳ thú máu mục bên trong, hiện lên một chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền bình phục lại. Theo giơ tay lên một cái, thì có mấy đạo mang đậm đà hủy diệt đạo vận trào mang, hướng thân ảnh kia chớp động đi. Đạo thân ảnh kia chủ nhân, thân sắc lãnh đạm, tay cầm một chuôi đen nhánh trường kiếm, chính là Diệp Thần. Diệp Thần ngương mắt nhìn chém tới chảo mang, trường kiếm trong tay động một cái, hủy diệt mộ đạo kích động ra, hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, cùng vậy chảo mang, đụng vào một nơi. Thiên diêu địa động, toàn bộ hang, cũng xu hướng tại sụp đổ. Diệp Thần chém ra kiếm quang, ở đó chảo mang đánh vào dưới, biến thành nghiền, mà nơi ngược lại nhiều hơn ba đạo vết quảo. Hắn miệng phun máu tươi, thân hình nhanh chóng đổ bay ra, hơi thở vậy suy yếu không thiếu. Vậy tu la đạo kỳ thú thấy vậy, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, loài người này thương thế nghiêm trọng như vậy liền sao. Thật vất vả gặp phải một cái có thể cùng mình miễn cưỡng chiến đấu đối thủ, nó cũng không hy vọng nhanh như vậy liền đem kết thúc chiến đấu. Diệp thần chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú tu la đạo kỳ thú, mới vừa rồi một kích kia đã để cho hắn thương tổn tới căn nguyên, hơi thở vô cùng rối loạn, cả người thực lực, sợ rằng chỉ có thể phát huy ra một nửa, dưới tình huống này là tuyệt không có khả năng chiến thắng cái này tu la đạo kỳ thú. Nhưng, Diệp Thần không những không có vì vậy rồi sau đó lui, ngược lại không sợ chết hướng tu la đạo kỳ thú, lần nữa phòng tới. Tu la đạo kỳ thú trong mắt hiện lên lau một cái vẻ tán thưởng, như vậy chiến đấu, có thể so với thằng nhóc này một mặt chạy trốn, du mau hơn. Chỉ tiếc, loài người này, nhìn như kiên trì không được bao lâu. Tu la đạo kỳ thú nhìn vọt tới Diệp Thần, nó muốn giết hôm nay trạng thái này Diệp Thần, bất quá là một kích sự việc, có thể, nếu như cứ như vậy đem Diệp Thần giết, lần sau lại còn đồ chơi tiến vào cái này diệt tuyệt lục đảo, đi tới trước mặt mình lại muốn bấy nhiêu năm sau này. Trong chốc lát, cái này kỳ thú khóe miệng hiện lên lau một cái nhìn ngẫm nụ cười, vừa người lên, cùng Diệp Thần chiến ở một nơi. Âm tiếng không ngừng từ hang bên trong truyền ra. Không biết giao thủ bao lâu. Giờ phút này, Diệp Thần trên người máu càng lưu càng nhiều vết thương cơ hồ trải rộng toàn thân, xương cũng không biết chặn nhiều ít cây, nhìn như vô cùng thê thảm, đã sắp chết. Nhưng dựa vào vô cùng ngoan cường ý chí lực, còn đang chống đỡ, không có ngã xuống. Tu La Đạo kỳ thú cười lạnh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chiến lâu như vậy, nó cũng không dưới sát thủ, chỉ là không ngừng tàn phá trước Diệp Thần thân thể, lấy này mua vui. Bất quá, xem ra, màn trò chơi này cũng nên kết thúc. Tu La Đạo Kỳ Thú vừa có chút nghi ngờ nhìn Diệp Thần sau lưng vậy đã bị máu tươi nhuộm đỏ hồ, một bên liếm liếm mình dính đầy máu tươi móng vuốt. Chẳng biết tại sao, nó mơ hồ cảm thấy, hồ kia bạc bên trong có chút cổ quái, tựa hồ cất giấu cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì là tiểu tử này chảy máu nhập trong đó quá nhiều duyên cớ sao? Tu La Đạo Kỳ Thú tựa hồ cảm giác được, hồ bên trong tản ra cùng Diệp Thần tương tự hơi thở. Bất quá, nó vậy không có để ý, bỏ mặc thằng nhóc này ẩn núp cái gì, còn có cái gì hậu thủ, kết cục đã quyết định. Vậy tu la đạo kỳ thú liếc mắt một cái tay cầm trường kiếm, đứng trước mặt diệp thần, huyết mâu bên trong, ý định giết người một thịnh. Nếu đã không cách nào tiếp tục chiến đấu, vậy thì đi chết đi. Nó chợt vung tay lên, cường đại hủy diệt mộ đạo, như nước lũ vậy hướng diệp thần dâng trào đi. Một khắc sau, diệp thần thân thể giống như là pháo bông vậy, ở nơi này hang bên trong, nổ tung mở, chỉ để lại từng cơn sương máu. Tu La đạo kỳ thú trên mặt hiện lên lau một cái vặn vẹo vẻ, hít sâu một hơi, tựa hồ đang hưởng thụ chàng này giết hại, nhưng đột nhiên tới giữa, cái này kỳ thú sắc mặt cứng đờ, chợt mở hai mắt ra, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tập 1937, không đúng, thằng nhóc kia không có chết. Có Tu La huyết mạch sinh linh, trời xanh đối với tử vong cực kỳ nhạy cảm, hắn mặc dù nhìn như nhất kích mất đi liền vậy loài người nhỏ yếu, có thể Trận này trận xương máu bên trong, lại không có hàm chứa hơi thở tử vong. Tu La kỳ thú thần sắc dữ dằn, ngay tức thì liền hướng đã bị máu tươi nhuộm đỏ hồ nhìn. Ngay tại lúc này, một cái bóng đen chậm rãi từ trong nước hiện lên, hướng Tu La đạo kỳ thú chỗ chỗ, chậm rãi đi tới. Tu La đạo long hôn hơi dương ra, tựa hồ nổi lên một chút lạnh như băng nụ cười, thằng nhóc kia nguyên lai còn chưa có chết à. Giờ phút này, xuất hiện ở kỳ thú trước mặt, chính là Diệp Thần hắn chậm rãi nhặt lên trên đất sát kiếm cùng kinh khủng này kỳ thú đứng đối diện nhau mà tu la đạo kỳ thú không chỉ không có lộ ra bất kỳ không rõ ràng biểu tình tức giận ngược lại trong mắt tràn đầy vui mừng hưng phấn trên thực tế nó đã sớm đối với diệp thần ẩn giấu ở trong hồ có suy đoán sở dĩ chẳng ngó ngàng gì tới chỉ là không có đem để ở trong lòng mà thôi diệp thần núp ở trong hồ thì như thế nào mới vừa rồi bị hắn mất đi hẳn là tương tự phân thân tồn tại chứ. Hiện tại, có thể cùng bổn tôn tái chiến đấu một lần, đối với tu la đạo kỳ thú mà nói, là một loại hưởng thụ. Nó ước gì như vậy? Lại có cần gì phải trước thời hạn đem trong hồ diệp thần bắt tới đâu? Bất quá, nó nguyên lấy là, thằng nhóc này sẽ một mực trốn ở đó, không nghĩ tới cứ như vậy đi ra. Tu la đạo kỳ thú nụ cười nồng hơn, xem ra tiểu tử này chiến ý, vẫn chưa có hoàn toàn nghiền à. Như vậy đối thủ giết mới có ý nghĩa, tu la huyết mạch là chiến đấu máu, đối với như vậy mất đi ý chí chống cự, mặc cho người làm thịt phế vật, ngược lại sẽ để cho cái này kỳ thú mất đi hứng thú. Tốt, rất tốt, xem ra lần này ta có thể chiến cái tận hứng. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Tu La đạo kỳ thú, trong mắt bình tĩnh, đúng như cái này kỳ thú nghĩ như vậy, mới vừa rồi bị cái này kỳ thú tiêu diệt, chính là Diệp Thần phân linh thú hóa thân. Hắn đặc biệt ở đó hóa thân trên mình để lại vết thương, để cho nó cùng tu la đạo kỳ thú đánh một trận. Mà mình thì ẩn giấu trong hồ. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, làm như vậy chưa chắc có thể lừa gạt được cái này cường đại kỳ thú. Bất quá, ở Diệp Thần xem ra, cái này kỳ thú chính là một chỉ biết hưởng thụ chiến đấu, hưởng thụ giết hại tồn tại, cho dù phát hiện đầu mối, cũng chưa chắc sẽ hiểu. Cái này thì cho Diệp Thần một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Quan sát cơ hội xem xét phân linh thú hóa thân cùng tu la đạo kỳ thú chiến đấu cơ hội. Hắn hóa thân đang chiến đấu lúc đó, Diệp Thần có thể cảm giác đến hóa thân cảm thụ hết thảy, đồng thời vẫn có thể đứng ở người đứng xem góc độ, đi xem xét, đi thể ngộ. Đối với Diệp Thần mà nói, đây là hiểu tu la đạo kỳ thú có hủy diệt mộ đạo, nắm giữ lục diệt chân quyết chữ giết thiên phương pháp tốt nhất. Mà sự thật vậy chứng minh, hắn là đúng. Tu la đạo kỳ thú cũng mặc kệ cái này rất nhiều, thấy Diệp Thần hiện thân, lúc này gầm nhẹ một tiếng hướng diệp thần nhào tới hắn quanh thân hủy diệt mộ đạo kích động ngưng tụ ở hai móng lên xuống một khắc một đạo tựa như có thể đem cả thế giới xé nát chào ảnh bỗng nhiên xuất hiện hướng diệp thần hung hăng trấn áp đi chào ảnh bên trên tản ra nồng nặc khí tức tử vong tựa như một đạo giết hại vực sâu vậy phải đem thế gian hết thảy vật còn sống chiếm đoạt trong đó diệp thần đối mặt cái này chảo mang khóe miệng như là hiện lên một tia cười lạnh một khắc sau một đạo cùng vậy chảo mang cực kỳ tương tự khí tức giết hại cũng ở đây diệp thần trường kiếm mũi bên trên kích động ra cách đó không xa tu la đạo kỳ thú thấy vậy hơi sững sờ hơi thở này là chuyện gì xảy ra không đợi nó làm ra phản ứng một đạo tựa như ngọc đen vậy vô cùng là mảnh khảnh kiếm quang liền ở hang bên trong hiện lên cùng vậy chảo ảnh ngay tức thì đụng nhau diệt tuyệt lục đảo kết giới ra cố tuyển mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ không tưởng tượng nổi vẻ hơi có vẻ ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Thứ sáu tòa tu la đạo hòn đảo bên trên, bất ngờ bạo phát ra một cây màu đen trùm tia sáng, mãnh liệt khí tức hủy diệt, tràn ngập ở toàn bộ vùng biển bên trong. Phía trên to lớn kia mây đen, điện mang bạo tránh, không ngừng hướng thứ sáu cái đảo đảo nhỏ, đánh ra, cố tuyển biết. Đây là trận pháp đang trấn áp vậy hòn đảo bên trong tán toát ra lực lượng, nếu không, chỉ là dư âm, đều đủ để làm cả tòa hòn đảo chìm nghỉm. Cố tuyển không khỏi lầm bẩm nói, bằng vào vậy tu la đạo kỳ thú không cách nào chế tạo ra kinh khủng như vậy dư âm cái này khí tức hủy diệt đậm đà đến cũng ngưng kết là trùng tia sáng chẳng lẽ là diệp thí thiên làm mình tên đồ đệ này rốt cuộc là như thế nào tồn tại à gần đây lấy yêu nghiệt nổi danh cố tuyển đối mặt diệp thần đều có chút không cách nào hiểu diệp thần lạnh lùng nhìn trước mắt tu la đạo kỳ thú giờ phút này vậy kỳ thú bất ngờ chỉ còn lại có một cánh tay diệp thần lĩnh ngộ chữ giết thiên sau một kiếm Sất kỳ bất ý dưới, chặt đứt cái này Tu La đạo kỳ thú một cánh tay. Có thể, vậy kỳ thú không những không có sợ hãi, bắt đầu cẩn thận, ngược lại phát ra một tiếng vui sướng cười như điên, bộc phát điên cuồng, không muốn sống công kích. Tu La đạo kỳ thú vô cùng hưng phấn nhìn Diệp Thần, nó bị thương. Hơn nữa, hay là trực tiếp tay cụt nặng như vậy tổn thương. Nó đã không biết nhiều ít năm, không có thể nghiệm qua như vậy cảm giác à. Không có bị thương chiến đấu coi là cái gì chiến đấu. Trước mắt cái này nhìn giống như là loài người vậy người, là có giá trị mình phải toàn lực đánh một trận đối thủ. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Màu đen trùng tia sáng, không ngừng ở Tula trên đảo hiện lên, ở đó Tu La đạo kỳ thú điên cuồng công kích dưới, diệp thần nguyên bản dần dần khép lại vết thương, lần nữa dạn nứt, máu tươi cuồng trào. Diệp thần lúc này đã cảm giác được, hắn mới vừa công kích, đã thông qua lo cho gia đình tổ tiên khảo nghiệm, nếu như hắn muốn, tùy thời có thể rời đi hòn đảo này đảo nhỏ. Bất quá, Diệp Thần lại không có làm như vậy. Tại sao? Trên gương mặt lạnh như băng, dần dần hòa tan, Diệp Thần cặp mắt bên trong lại là hiện lên cùng tu la đạo kỳ thú tương tự thần sắc. Vậy là cuồng nhiệt. Đối với chém giết, đối với chiến đấu cuồng nhiệt. Hắn ngưng mắt nhìn tu la đạo kỳ thú, ta tính cười một tiếng, khó khăn được gặp như vậy đối thủ, Diệp Thần làm sao có thể bỏ qua. Tu la đạo kỳ thú thấy vậy, trong mắt tinh quang chớp mắt, một khắc sau, lại là miệng phun tiếng người nói, không nghĩ tới, ở cái khác chủng tộc bên trong, cũng có thể gặp phải đồng loại à. Cái này kỳ thú không phải không biết nói chuyện, hắn trước không nói câu nào, chỉ là khinh thường. Khi đó Diệp Thần còn không có cùng đối thoại tư cách. Ngươi biết cùng mình con mồi nói chuyện phím sao. Có thể hiện tại, tu la đạo kỳ thú biết, nơi này đã không có thợ săn cùng con mồi. Có, chỉ là hai người chiến sĩ. Tula nhất tộc kính trọng chiến sĩ. Ở Tula tộc trong mắt đồng loại mình, không phải lấy huyết mạch mà nói, mà thì đối với chiến đấu phát ra từ trong xương như vậy khát vọng mà nói. Nếu như lấy được Tula tộc thừa nhận, như vậy, bất luận ngươi là loài người cũng tốt, vẫn là yêu tộc cũng tốt, cũng có thể được Tula tộc tôn trọng. Bất quá, Tula tộc ánh mắt cao, cũng là ở chư thiên bên trong nổi danh, trừ có Tula huyết mạch người, cái khác chủng tộc người muốn lấy được tu la tộc thừa nhận, khó như lên trời. Mặc dù cái này tu la đạo kỳ thú, chỉ là một người huyết mạch tồi hỗn huyết tu la tộc, nhưng Diệp Thần có thể được hắn thừa nhận, đã vô cùng là không dễ. Âm tiếng, bên tai không dứt cả tòa hòn đảo, gần như biến thành một mảnh phế tích, bảo vệ diệt tuyệt lục đảo kết giới, lại là ánh sáng chớp động không chừng. Cố tuyển, cũng xem ngu. Ban đầu, nàng thông qua thực tập thời điểm, cũng không có như vậy nghịch thiên thanh thế à thậm chí ở toàn bộ cố gia trên lịch sử cũng không có. Trong nháy mắt, vẻ đẹp của nàng mâu, sáng. Giống như bầu trời mặt trời vậy, vô cùng nóng bỏng, vô cùng trói mắt. Cố tuyển lần đầu tiên trong đời phát hiện, trên thế giới này phảng phất có so mình càng xuất sắc hơn tồn tại, thậm chí là cần nàng đi ngửa mặt trông lên tồn tại. Mà người này chính là nàng cố tuyển học trò. Trong chốc lát, cố tuyển nội tâm cũng là tạo nên vẻ kiêu ngạo và vui mừng nàng cái khăn che mặt xuống mặt đẹp hơi ửng đỏ vô cùng kích động nàng biết diệp thần không chỉ có còn sống hắn thậm chí có thể chân chính chiến thắng vậy gần như vô địch giống như ma thần vậy tu la đạo kỳ thú vậy không đoạn truyền tới vang lớn rốt cuộc lắng xuống diệp thần cả người đẫm máu nửa quỳ xuống không ngừng thở hào hển hắn vậy nguyên bản vô cùng to lớn sức sống giờ phút này cũng yếu xuống bất quá hắn trên mặt như là mang sảng khoái tận hứng nụ cười đó là thuộc về người thắng nụ cười. Tu la đạo kỳ thú nằm vật xuống ở vũng máu bên trong, đôi mắt đục ngầu, nó tứ chi vết nứt. Tựa hồ liền hành động lực lượng cũng không có, bất quá, cái này kỳ thú như là rừng rưng, trên mặt có thất lạc, cũng có thoải mái. Có thể thể nghiệm đến như vậy niềm vui tràn trề chiến đấu, đối với nó mà nói, chết cũng không tiếc. Vậy ngay tại lúc này, tu la đạo kỳ thú cả người hơi thở, nhanh chóng leo lên, theo thực lực tăng lên, thương thế trên người, vậy dần dần biến mất. Mà Diệp Thần giờ phút này cũng bị một hồi sáu màu ánh sáng rực rỡ bọc, sắp từ trên đảo rời đi. Diệp Thần nhìn nằm dưới đất Tu La Đạo Kỳ Thú một mắt, mở miệng nói, ngươi là một cái chiến sĩ cường đại. Tu La Đạo Kỳ Thú nghe được Diệp Thần những lời này, vậy tựa như rồng không phải rồng trên gương mặt, lại là hiện lên một nụ cười. Ngươi cũng là một cái hợp cách đối thủ, tương lai, chúng ta có lẽ sẽ ở càng đỉnh cấp địa phương gặp nhau. Một khắc sau, kỳ quang chớp mắt, Diệp Thần đã từ tại chỗ biến mất, chỉ là để cho Diệp Thần bất ngờ phải, mình cũng không có xuất hiện ở kết giới ra. Nơi này là nơi nào? Diệp Thần có chút bối rối. Mình hoàn thành thực tập, chẳng lẽ không phải ra bên ngoài bây giờ sao? Diệp Thần cúi đầu xuống, phát hiện chân mình hạ là một cái to lớn âm dương trận bàn. Trận bàn thậm chí đang không ngừng lưu động. Cực kỳ kinh khủng linh khí như chất lỏng vậy tràn ra. Trung quanh bao phủ một đoàn sương mù, để cho Diệp Thần có thể gặp phạm vi chỉ có mấy chục mét. Nhưng Diệp Thần khẳng định, chỗ này tuyệt không phải ám vực. Đồng thời, Diệp Thần túi màu đen đá vọt ra, lóe lên quỷ dị ánh sáng bảy màu. Diệp Thần phát hiện mình trong cơ thể máu tươi đang sôi trào, luân hồi huyết mạch dường như muốn vào giờ khắc này hoàn toàn thức tỉnh. Đây là. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, lo cho gia đình tổ tiên mở ra nơi thực tập vừa vặn đối ứng lục đạo. Mà lục đạo đối ứng chính là luân hồi còn chưa cùng diệp thần kịp phản ứng vậy ánh sáng bảy màu lại ngưng tụ thành một đạo hư ảnh hư ảnh này vóc người to lớn trong mắt tựa như vượt qua vạn cổ ống tay áo tung bay thậm chí mang vạn giới đạo vận mấu chốt hư ảnh này và diệp thần vô cùng giống nhau đây là mình kiếp trước luân hồi chi chủ chẳng lẽ kiếp trước luân hồi chi chủ và ám vực thậm chí còn lo cho gia đình đều có liên lạc mà chỗ này hủy diệt mộ đạo nơi thực tập lo cho gia đình tổ tiên có dụng ý khác Ám vực cũng là luân hồi chi chủ bố trí một trong. Hắn kiếp trước hoa giá lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Luân hồi chi chủ ngưng mắt nhìn Diệp Thần, đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười. Chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần giờ phút này trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, mở miệng nói: Ám vực tồn tại, thật ra thì và ngươi có liên quan, đúng không? Luân hồi chi chủ ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hai tròng mắt gật đầu một cái. Ám vực tồn tại và ba người có liên quan, nhân phi phàm ta. À, còn có một vị. Luân hồi chi chủ không có tiếp tục nói hết. Diệp thần, có một số việc, chờ ngươi thấy đảm nhiệm, tự nhiên sẽ rõ ràng. Ám vực thành tựu thế giới dưới đất, tử vong và hủy diệt tràn ngập, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi không phát hiện nó càng giống như là vì ngươi mà sống. Dựa theo ta năm đó dự đoán, ngươi đi tới nơi này, ít nhất phải trăm năm. Hiện tại ta phát hiện ta sai. Tiềm lực của ngươi đã vượt quá ta tưởng tượng. Ngươi cái này nhất thế, có chút cơ duyên là ta an bài tốt, nhưng là càng nhiều hơn cơ duyên, là ngươi tranh thủ. Sự tồn tại của ngươi, bản thừa tái tàn sát ác ma trách nhiệm cùng với giá trị. Có thể hiện tại, ta phát hiện, ngươi đã không phải là ta và đảm nhiệm có thể nắm trong tay. Nguyên bản bố trí tốt bàn cờ, ở mỗi một khắc đã loạn. Dĩ nhiên cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, không người có thể xác định. Diệp thần, bên trong cơ thể ngươi chảy máu là luân hồi nhất tộc máu là thế gian trí cao vô thượng huyết mạch, người. Nhưng mà còn không có cùng luân hồi chi chủ lời nói nói xong, diệp thần trước ngực thiên yêu dấu vết tựa như chấn động. Luân hồi chi chủ con ngươi đông lại một cái, vung tay lên, ta không nên nói quá nhiều. Lúc này từ biệt, vực ngoại đất rộng vật nhiều, thế cục phức tạp muôn vàn, ngươi ta còn sẽ gặp nhau. Một khắc sau, trong lòng nghi vấn muôn vàn diệp thần liền bị đẩy ra. Ngoại giới, cố tuyển khẩn trương siết hai tay, bỗng nhiên thần sắc động một cái một đạo nam tử bóng người xuất hiện ở mình trước người nàng kinh ngạc vui mừng hô to một tiếng nói diệp thí thiên ngươi rốt cuộc đi ra diệp thần nhíu mày lắc đầu một cái tạm thời đem thấy chuyện của kiếp trước tình gác lại hắn biết luân hồi chi chủ là phát hiện bữa trước yêu tồn tại mới vận dụng lực lượng cưỡng ép đem hắn từ trong ảo cảnh đầy cách bàn cờ này càng ngày càng phức tạp diệp thần ngẩng đầu lên ánh mắt thấy cố tuyền khẽ mỉm cười đang muốn nói gì nhưng lại là không khỏi được sửng sốt một chút. Thấy Diệp Thần thần sắc, cố tuyển cũng có chút bức sức bất an. Nếu như Tiểu Nhu thấy một màn này, phỏng đoán sẽ ngất đi tại chỗ đi. Cố phủ chủ, lại lúc này thần sắc giống như một nữ sinh nhỏ vậy. Mâu chốt nhất là, thời khắc này cố tuyển không đeo khăn che mặt. Diệp Thần nhìn trước mặt vậy trương mang ánh nắng đỏ rực, tinh xảo đến không cách nào hình dạng. Tựa như không lẽ tồn tại ở thế gian hoàn mỹ dung nhan, may là hắn kiến thức qua vô số cô gái tuyệt đẹp, cũng là không khỏi được hơi thất thần. Giữa hai người bầu không khí, tạm thời có chút lúng túng, cố tuyển mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái có chút cứng rắn nụ cười, hướng về phía Diệp Thần nói. Không nghĩ tới, ngươi thật có thể thông qua cái này diệt tuyệt lục đảo thực tập, cung. Chúc mừng ngươi, không hổ là ta cố tuyển đệ tử. Đúng rồi, ngươi muốn đan phương, ta vì ngươi tìm được, vậy đan phương ở thiên đan lão nhân trong tay, ta đã đem hắn mời được không minh thành, chúng ta cái này đi gặp hắn ngay đi. Nàng có chút chán nản, mình tại sao đột nhiên nghĩ ở Diệp Thần trước mặt tháo xuống cái khăn che mặt. Hiện tại, làm thành loại dáng vẻ này, nàng đường đường minh châu ám phủ phủ chủ, Diệp Thí Thiên Sư phó mặt mũi, đi nơi nào thả à? Diệp Thần nghe vậy, trong mắt cũng là không khỏi được hiện lên đại hỉ vẻ nói, thật. Đã như vậy, chúng ta cái này sẽ lên đường đi. Không nghĩ tới, Kim Vu luyện thể hoàn đan phương, nhanh như vậy liền tìm được. Cố tuyền khẽ cúi đầu, tựa hồ đang vì mình giải thích rõ vậy nói nhỏ, vậy. Cái đó, tới nơi này trên đường, đột nhiên gặp một con yêu thú tập kích, lấy ta thực lực. Yêu thú kia tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng trong chiến đấu, không cẩn thận đem cái khăn che mặt giết, cho nên mới. Tập 1938 Cố tuyền vừa nói vừa nói, mặt đẹp trên ánh nắng đỏ rực, bộc phát rực rỡ, đột nhiên tới giữa, nàng tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Chợt ngẩng đầu lên, chỉ gặp, tại chỗ trống rỗng, ở chân trời chỗ cuối, mơ hồ có thể gặp một cái chấm đen. Diệp thần, lại là nghe được nàng nhắc tới vậy kim vu luyện thể hoàn, liền trực tiếp phi độn mà đi. Trong chốc lát, cô tuyển sửng sờ tại chỗ, tiếp theo, mặt đẹp bên trên, chính là hiện lên lau một cái vẻ tức giận, khẽ kêu nói, Diệp thí thiên. Ngươi cho lão nương, hừ hừ hừ, ngươi cho bổn tôn đứng lại. Ám vực, không minh thành. Thiên đan lão nhân cao mày, ở ám phủ bên trong đi qua đi lại, tựa hồ khá là nóng này. Hắn vừa quay đầu, hướng về phía bên cạnh một người thanh tú thị nữ hỏi. Cố tuyển nói đi tiếp vị luyện đan sư kia, tại sao còn chưa trở lại, chẳng lẽ là đang dỗ lừa gạt lão phu. Tiểu Nhu có chút im lặng nhìn trước mắt ông già, lão đầu này những lời này cũng không biết hỏi bao nhiêu lần. Nàng đang muốn mở miệng, mắt đẹp bên trong, như là đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng nói, phủ chủ trở về. Một khắc sau, một đạo ưng lệ, ở trên không trung vang lên, kim hồng bay xuống, hai người trước người ngay tức thì xuất hiện một đầu kim vũ đại bàng, mà ở lớn bằng gánh lên, xuống tới một nam một nữ. Chính là Diệp Thần cùng Cố tuyển. Thiên đan lão nhân đầu tiên là vui mừng, có thể làm hắn thấy rõ ràng Diệp Thần dung mạo lúc đó, trong mắt như là hiện lên vẻ hồ nghi. Lấy hắn tu vi, mặc dù Diệp Thần lấy vậy trên buổi đấu giá được Ngọc Diện che đậy hình dáng, nhưng mơ hồ tới giữa, vẫn có thể nhìn ra, Diệp Thần vô cùng là trẻ tuổi. Tuổi trẻ như vậy tiểu tử, tại sao có thể là cái gì luyện đan tông sư? Nguyên bản thiên đan lão nhân, mặc dù suy đoán diệp thần tuổi không lớn lắm, có thể ít nhất cũng phải cùng cố tuyển tuổi không sai biệt lắm chứ. Có thể bây giờ nhìn lại, diệp thần so cố tuyển còn trẻ hơn rất nhiều. Thiên đan lão nhân thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía cố tuyển nói, cái này không phải là ngươi nói vị kia luyện đan tông sư chứ. Thời khắc này cố tuyển đã lần nữa đem cái khăn che mặt đeo lên, nàng gật gật đầu nói, đúng vậy, giao cho cụ già nhìn viên thuốc đó, chính là xuất từ ta tên đệ tử này trong tay. Đồng thời, Cố Tuyền cũng là vô cùng tò mò nhìn Diệp Thần. Mình tên đệ tử này trở thành trên lịch sử trẻ tuổi nhất cao cấp bát vân sư thì thôi. Tư chất võ đạo còn nghịch thiên đến liền Cố Tuyền đều phải ngửa mặt trông lên bước, thậm chí còn ở đan đạo bên trong, có khuất phục thiên đan lão nhân thành tựu. Cái này nói ra, sợ rằng cũng không có người sẽ tin tưởng chứ. Cố Tuyền mắt đẹp bên trong, hiện lên lau một cái vẻ kiêu ngạo, nghĩ đến, không hổ là ta cố tuyển đệ tử, chính là như thế ưu tú. Tiểu Nhu ở một bên xem được một mặt vẻ nghi hoặc, phủ chủ trở về sau này, làm sao cảm giác có điểm là lạ, lạ. Đặc biệt, là nàng xem Diệp Thí Thiên ánh mắt. Thiên đan lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, đùa gì thế? Tiểu tử như vậy, có thể luyện ra vậy cùng tầng thứ đan văn, ngươi khi lão phu là trẻ con ba tuổi. Cố tuyển nghe vậy, mắt đẹp cũng là băng lạnh xuống, lạnh giọng nói, thiên đan lão nhân, ta kính ngươi sống lâu mấy năm, mới lần nữa nhẫn nhịn, bất quá, ta khuyên ngươi không muốn lên mũi lên mặt. Cái gì gọi là tiểu tử như vậy? Diệp Thí Thiên là ta học trò, dĩ nhiên là vạn cổ khó khăn phát hiện siêu cấp yêu nghiệt. Cái này cùng đan văn, ở học trò ta trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Nàng có chút mỉa mai cười nói, ha ha, ngươi sẽ không là bởi vì vì mình đan đạo bị Diệp Thí Thiên như vậy người tuổi trẻ vượt qua, mà không phục chứ. Ta nhắc nhở ngươi một câu, rồng thần và cá tôm, là không thể đặt chung một chỗ tương đối. Ngươi, thiên đan lão nhân trên mặt vẻ dẫn giữ cùng nhau, cả người khí tức kinh khủng gào thét ra, đám người quanh thân cảnh vật tựa như thật như ảo, không ngừng loại lên. Thiên đạo quy luật đều ở đây hơi thở kia dưới, điên cuồng vặn vẹo, diệp thần ánh mắt động một cái, ngưng mắt nhìn trước mắt ông già, cái này chính là cường giả hơi thở. Quả thật khủng bố. Cái này thiên đan lão nhân chưa thi triển tự tại thiên, cũng đã có thể làm thiên địa này biến sắc, làm quy luật bị kỳ đạo vận vận vẹo. Diệp Thần chóp mũi giật giật, cái này đình viện bên trong, bỗng nhiên hiện lên một cổ vô cùng là đậm đà thuốc thơm, hắn nhìn cái này thiên đan lão nhân, chắc hẳn đối phương phải là đan đạo đại thành, bước vào cảnh giới như vậy, bất quá, dù vậy, cái này thiên đan lão nhân ở trên đan đạo thành tựu, vậy tuyệt đối kém hơn huyền hàn ngọc chút nào. Cố tuyển thấy vậy cười lạnh một tiếng, đối mặt cường giả loại này, không sợ chút nào, quanh thân hủy diệt đạo vận kích động ra giống như một đạo màn đêm vậy, từ trên bầu trời trấn áp xuống, đám người quanh thân dị tượng, ngay tức thì lắng xuống. Nàng tu chính là nguyên thủy ba đạo một trong hủy diệt mộ đạo, so với phổ thông càn khôn cảnh võ giả, thực lực vượt xa cảnh giới, cho dù đối mặt cái này tu vi so nàng mạnh mẽ mấy phần thiên đan lão nhân, cũng có sức đánh một trận. Giữa hai người không khí vô cùng ngương trọng, tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ, cũng đang xuất thủ bên bờ. Tiểu Nhu vô cùng khẩn trương nhìn một màn này, nếu như Thiên Đàn lão nhân cùng Cố phủ chủ phát sinh ác chiến, cái này Minh Châu bên trong sợ rằng không người có thể ngăn cản, nếu như hai người động thủ thật, nàng chỉ có thể thông báo Kinh Châu lo cho gia đình. Nếu là như vậy làm, phủ chủ nàng nhất định sẽ rất tức giận đi. Nhưng, Tiểu Nhu lúc này lại không để ý tới nhiều như vậy, cổ tay nàng lộn một cái, một quả đưa tin ngọc phù rơi vào trong lòng bàn tay, cơ hồ thì phải đem thần niệm rót vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử nhưng ở trong sân vang lên người đan đạo cũng không tệ lắm nhưng dụng ý quá nặng tâm hỏa không thể điều hòa tuy đủ để luyện ra có đan văn đan dược có thể thường ngày luyện đan lúc đó ở giây phút sau cùng vậy luôn là khó hiểu đem vậy đạo vận sông lên được tiêu tán không thể hoàn mỹ dung nhập vào đan dược bên trong chứ thanh âm này tự nhiên đến từ diệp thần mà thiên đan lão nhân nghe được diệp thần những lời này hắn vậy khí tức kinh khủng lại là ngay tức thì tiêu tán hắn ngây ngốc nhìn vậy mặt mỉm cười chàng thanh niên trong mắt mang khó tin vui sướng khen ngợi nghi ngờ hiểu ra thậm chí là ghen tị trước mắt người trẻ tuổi này chỉ là cảm nhận được liền hắn một chút đạo vận liền đem khốn khổ không đếm năm tháng mấu chốt không kém chút nào nói ra như vậy đan đạo cảnh giới thật là làm hắn không theo kịp sau hồi lâu hắn mới thở dài một tiếng nói hậu sinh khảo ý à đan đạo thánh sư ở phía trước lão hủ mới vừa có nhiều đắc tội xin thánh sư thứ lỗi luyện đan người trình độ cao nhất là thành thánh sư, nhưng toàn bộ ám vực trên căn bản không người nào có thể đạt tới cảnh giới này, cho nên thánh sư cơ hồ là một cái truyền thuyết. Có thể ở thiên đan lão nhân này đan đạo tông sư xem ra, Diệp Thần không thể nghi ngờ gánh nổi cái danh hiệu này. Cố tuyển cũng có chút trợn tròn mắt, cái này quái lão đầu liền bị Diệp Thần một câu nói cho thuyết phục, còn bị gọi thành thánh sư, thái độ cung kính. Thánh sư nhưng mà trí cao vô thượng vinh dự à, nhưng diệp thần thật có thể xưng là đan đạo thánh sư cho dù không được là minh châu người đại diện ở trong tối vực bên trong cũng có thể có khó có thể tưởng tượng lực lượng nàng biết diệp thần đan đạo rất xuất chúng nhưng mà không nghĩ tới xuất chúng đến tình cảnh này diệp thần nhàn nhạt, nhạt nói tiền bối nói quá lời tốt lắm có liên quan đan đạo trên nghi vấn ta sau đó sẽ hết sức là tiền bối giải đáp hiện tại xin tiền bối đem kim vu luyện thể hoàn đan phương mượn ta một duyệt thiên đan lão nhân nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, gật đầu liên tục nói, theo thánh sư nói. Hắn lấy đa nhập đạo, một đường tu hành tới hôm nay cảnh giới, nếu như Diệp Thần có thể tháo ra hắn đan đạo trên nghi ngờ, làm hắn tiến hơn một bước. Không chỉ là đang luyện đan bên trên, mới có thể có tăng lên, thậm chí liền hắn dừng lại vạn năm tu vi, cũng sẽ có nơi giãn ra. Và vậy một chút lên cấp có thể so sánh, nho nhỏ vu tộc đan phương, lại coi là cái gì? Diệp Thần nhận lấy đan phương, trong mắt cũng không khỏi được hiện lên lau một cái vẻ kích động, lúc này đem khối kia ra thú mở ra, ngưng thần xem. Cái này vừa thấy, chính là một ngày cả đêm thời gian. Bất quá, cái này chút thời gian đối với mấy người tại chỗ mà nói, cũng như trong nháy mắt vậy ngay lập tức mà qua. Ngay tại ánh sáng mặt trời mới lên lúc đó, Diệp thần rốt cuộc lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt thần quang chạm chạm. Thiên đan lão nhân thấy vậy trong lòng động một cái, đối với Diệp thần nói, Thánh sư, viên thuốc này lão hủ nghiên cứu mấy ngàn năm vẫn là không cách nào luyện thành hắn sức lửa vô cùng làm khó lấy áp chế nếu là muốn nâng cao tỷ lệ thành công không bằng theo lão hủ đi tám hàn ma vực tại trong gió tuyết luyện lúc này đan phối hợp huyền hàn linh khí cần phải khi có hiệu quả nói ra lời nói này thiên đan lão nhân trong lòng cũng là khá là đắc ý đây là hắn mấy ngàn năm tìm tòi ra bí quyết cho dù không có thể dựa vào cái này bí quyết đem viên thuốc này luyện thành cũng hẳn có thể để cho thánh sư đối với mình đan đạo cao xem một phần. Há liệu thiên đan lão nhân nói xong, diệp thần nhưng là cười nhạt một cái nói, cần gì phải như vậy phiền toái. Trong tay ngươi nhưng có lò luyện đan cùng vật liệu. Ta ở chỗ này luyện đan chính là, ngươi có thể ở một bên hội. Thiên đan lão nhân nghe vậy, bộ dạng sợ hãi cả kinh. Đối với mình mà nói, hao phí vô số đáng công, đều không cách nào luyện thành kim vu luyện thể hoàn, đối với diệp thần mà nói lại tựa như tiện tay lấy vậy. Hắn không khỏi được ở trong lòng xúc động, đây chính là đan đạo thánh sư cảnh giới sao? Thậm chí, nhìn về phía Diệp thần ánh mắt cũng mang theo lau một cái sùng kinh ý. Bất quá, hiện tại đan chưa thành, hết thảy còn không có thể quá sớm kết luận. Thiên Đan lão nhân ánh mắt chớp mắt, lúc này vung tay lên, đem lò luyện đan cùng vật liệu lấy ra nói, mời thánh sư xem qua. Vô số linh khí mênh mông linh tài xuất hiện ở đình viện bên trong, linh khí cường đại thật là giống như là lũ lụt vậy đem mấy người chìm ngập cho dù là cố tuyển đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Tím tê thần quang sừng, thái bạch lang hàn hoa, chăm bảo liên tim. Cái này thiên đan lão nhân xuất thân, lại phong phú đến như vậy bước. Những thứ này thiên tài địa bảo, tùy tiện cầm đi ra ngoài như nhau, đều là giá trị liên thành vật à. Mà làm người khác chú ý nhất, vẫn là một tòa rơi vào đình viện bên trong, tản ra sợ hãi đạo vận ba chân ô kim đỉnh. Cho dù là cố tuyển, nhìn cái này ô kim đỉnh, trong mắt, cũng có chút run rẩy nói, cấp 9 đế khí. Đế khí phân cấp 9, càng đi sau càng hiếm thấy, mà cấp 9 nhưng mà khóa vực liền bổ thiên, càng khôn cảnh hiếm thấy pháp khí. Cấp 9 đế khí đặt ở ám vực bên trong, cũng có thể vị trí bảo, cho dù nàng xuất thân Kinh Châu nhà giàu có, trong tay đều không từng có cái này một đẳng cấp pháp khí. Dĩ nhiên, Kinh Châu lo cho gia đình bên trong nhưng là có mấy kiện, thậm chí, liền cao cấp hơn vật đều có. Nhưng vậy đủ để gặp được, vật này là chân quý giường nào. Mà hiện tại, Thiên Đan lão nhân liền bởi vì Diệp Thần một câu nói, liền đem cái này vô số linh tài, cùng với cái này cấp 9 đế khí đều lấy ra. Có thể gặp Diệp Thần ở Thiên Đan lão nhân trong lòng địa vị có bao nhiêu cao. Tiểu Nhu ở một bên, cũng xem được có chút suy si ngu, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mấy ngày trước mình còn muốn đem giết chết chàng thanh niên, lại là một người có thể để cho cường giả như vậy, kính trọng đến như vậy bước. Diệp Thần ngoài mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng cũng là một hồi đại hỉ nói thật mặc dù có huyền hàn ngọc chỉ điểm nhưng có thể hay không một lần đem kim vu luyện thể hoàn luyện thành diệp thần trong lòng cũng khá là không có chắc bất quá nếu không phải lộ ra phong độ cao nhân thì như thế nào đem cái này nhìn liền vừa thúi vừa cứng lão ra cho hù dọa ở để cho hắn đem những thứ này lấy ra có cái này ba chân ô kim đỉnh hắn luyện chế kim vu luyện thể hoàn tỷ lệ thành công cũng có thể cao hơn một tầng lầu thiên đan lão nhân thấy diệp thần khá là mừng rỡ hình dáng có chút tự đắc cười nói, đỉnh kia tên là Ô Kim Dược Vương đỉnh, ra từ thượng cổ Dược Vương cốc, lão phu vì đạt được đỉnh kia, nhưng mà mất không thiếu công phu, hy vọng còn vào thánh sư pháp nhãn. Diệp Thần cười cười nói, đa tạ tiền bối. Một khắc sau, hắn cũng sẽ không nói nhảm, ở Ô Kim Dược Vương đỉnh trước ngồi xếp bằng xuống, Thiên Đan lão nhân khá là khẩn trương nhìn một màn này, làm chứng một người đan đạo thánh sư luyện đan, đối với mỗi một không đạt tới cái này một cảnh giới luyện đan sư mà nói, cũng có thể nói là một loại vinh hạnh. Diệp thần ở trong đầu đem Huyền Hàn Ngọc nơi chỉ điểm luyện đan phương pháp thể ngộ một lần, luyện thành có đan văn Nhật Nguyệt Hóa Long đan sau đó, hắn đan đạo tu vi vậy coi là có tiến bộ lớn, bất quá Kim Vu luyện thể hoàn là vô cùng đặc thù đan dược, luyện chế độ khó so với Nhật Nguyệt Hóa Long đan, cao hơn không thiếu. Hắn hai tròng mắt bên trong, thần quang đột ngột, bên người một quả hạt châu màu thủy lam liền rơi vào dược vương đỉnh bên trong, đồng thời giơ tay lên một chút, một đạo tản ra vô cùng là nóng rực hơi thở xanh màu tím ánh lửa liền rơi vào lò bên trong toàn bộ ô kim dược vương đỉnh lập tức bị một đạo xanh lửa tím diễm bọc trong đó vậy hạt châu màu thủy lam vậy thật nhanh hòa tan mở thời gian từng giây từng phút trôi qua một kiện kiện thiên tài địa bảo tụ vào dược vương đỉnh bên trong diệp thần mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều đình viện bên trong thuốc thơm vậy bộc phát đậm đà mà ban đầu có chút khẩn trương thiên đan lão nhân giờ phút này đã hoàn toàn là một bộ vô cùng kích động thần sắc. Hắn nhìn Diệp Thần cùng lò luyện đan, Liên tựa như ở chiêm ngưỡng thần tích vậy. Diệp Thần thủ pháp, sức lửa, thời cơ vân, vân cũng để cho vị này cơ hồ đứng ở ám vực đỉnh cao luyện đan tông sư, có loại tai mắt một cảm giác mới à. Nhìn Diệp Thần luyện đan sau đó, thiên đan lão nhân chỉ giác được mình đời này, sống uổng. Giờ phút này, hắn đối với Diệp Thần đan đạo thánh sư thân phận lại không hoài nghi. Đồng thời, thiên đan lão nhân ánh mắt lóe lên thánh sư luyện đan kết thúc sau đó nhất định phải khẩn cầu thánh sư đem mình thu làm môn hạ có thể đi theo như vậy đan đạo thánh thủ lắng nghe hắn dạy bảo đối với xem mình như vậy luyện đan sư mà nói là cao nhất khí vận hắn thậm chí hoài nghi diệp thần sở dĩ để cho hắn cảm thấy như vậy trẻ tuổi chẳng lẽ là luyện thành một ít truyền thuyết bên trong có thể người già trẻ lại thần đan thiên đan lão nhân càng nghĩ càng như vậy nếu không thánh sư như thế nào có thể lấy bằng chừng ấy tuổi ở đan đạo bên trên lấy được như vậy thành tựu. Không khỏi được, thiên đan lão nhân nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, bộc phát sùng kính liền đứng lên. Chỉ là không biết, thanh sư vì sao sẽ trở thành làm cho này cố tuyển đệ tử. Ở thiên đan lão nhân xem ra, Diệp Thần đan đạo thành tựu cao như vậy sâu, luyện chế cái này kim vu luyện thể hoàn trong quá trình. Không lúc nào đều ở đây cập nhật mình đối với đan đạo nhận biết, tùy tiện một chi tiết lấy ra tới, cũng có giá trị mình phải thật sâu tính toán vậy diệp thần tu vi vậy tất nhiên ở mình bên trên là vượt qua càn khôn cảnh khủng bố tồn tại chỉ là ăn loại nào đó thần đan người già trẻ lại nhìn như mới như vậy trẻ tuổi như vậy tồn tại một cái càn khôn cảnh hậu kỳ nha đầu như thế nào có thể trở thành hắn sư phụ đơn giản là cười nhạo tập 1939 đột nhiên tới giữa thiên đan lão nhân thần sắc biến đổi nhớ lại một cái liên quan tới cố gia truyền thuyết nghe nói lo cho gia đình lão tổ năm đó cũng là ở trong tối vực dung chuyển trời đất trí cường một trong một thân hủy diệt mộ đạo cực kỳ kinh khủng cơ hồ không người nào có thể ngăn cản bất quá tiên ít có người biết cái này lo cho gia đình lão tổ ở đan đạo bên trên cũng có cực cao thành tựu chẳng lẽ thanh sư che giấu thân phận đến gần cái này rút nát lo cho gia đình nha đầu vì chính là lo cho gia đình lão tổ lưu lại đan đạo truyền thừa thiên đan lão nhân không khỏi được âm thầm gật đầu nhất định là bởi vì như vậy hắn không khỏi cảm thán cho tới nay hắn thiên đan lão nhân cũng tự nhận là ở đan đạo bên trên ném vào hết thảy nhưng so với thánh sư hắn thiên đan lão nhân giác ngộ chân thực quá thấp thánh sư vì đạt được một phần đan đạo truyền thừa không tiếc hạ mình hàng quý nhận một cái bé gái vi sư phần này khí phách thì không phải là người bình thường có thể có à cũng khó trách thánh sư có thể ở đan đạo bên trên đạt tới cảnh giới như vậy cố tuyền và tiểu nhu thời khắc này sự chú ý đều đã không có ở đây diệp thần trên người mà là thần sắc quái dị nhìn thiên đan lão nhân lão này làm sao cảm giác có điểm không đúng giờ phút này thiên đan lão nhân thật là đều phải hóa thân diệp thần phan điên cuồng nhìn diệp thần ánh mắt đã có thể dùng cuồng nhiệt tới hình dạng ngay tại lúc này cuối cùng một kiện vật liệu vậy rơi vào ô kim dược vương đỉnh bên trong ầm một tiếng nắp đỉnh trùng trùng rơi xuống diệp thần thần sắc vậy bộc phát ngưng trọng bây giờ là ngưng đan thời khắc mấu chốt bao quanh dược vương đỉnh xanh ngọn lửa màu tím chợt mạnh chợt yếu biến hóa không chừng dược vương đỉnh bên trong mãnh liệt dược lực tràn ngập ra thậm chí mơ hồ tàn mát ra đại đạo vận luật diệp thần ánh mắt chuyển động chợt vung tay lên nắp đỉnh treo trên bầu trời một quả kim lóa mắt viên thuốc từ ô kim đỉnh bên trong bay ra xuất hiện ở trước mắt mọi người thiên đan lão nhân thần sắc khẽ biến đan hoàn này 5% chưa thành chẳng lẽ thánh sư lần đầu tiên luyện chế viên thuốc này có chút sơ sót ngưng đan quá sớm. Có thể, Diệp Thần thấy cái này 5% đan dược, nhưng là khẽ mỉm cười, mặt mũi dần dần buông lỏng xuống, tay hắn một chút, dựa theo huyền hàn ngọc chỉ dẫn, một đạo tản ra đậm đà ánh trăng lực linh quang, liền rơi vào kim vu luyện thể hoàn bên trong. Kim mang cùng ánh trăng lẫn nhau xen lẫn, cái này 5% đan dược, lại là thật nhanh được không câu nệ đứng lên, khoảnh khắc tới giữa, liền hưng vì trở thành đan. Một cổ đậm đà tới cực điểm thuốc thơm, ngay tức thì từ kim vu luyện thể hoàn bên trên kích động ra đan thành diệp thần cuối cùng gia nhập dĩ nhiên là nguyệt dịch linh tủy dựa theo huyền hàn ngọc giải thích kim vu luyện thể hoàn dược tính mãnh liệt vô cùng là dễ dàng ở thành đan để gặp dược lực không cách nào ngưng tụ bộc phát ra đem đan dược phá hoại cho nên thiên đan lão nhân mới ở tám hàn ma vực luyện đan cũng lấy huyền hàn linh khí áp chế mà nguyệt dịch linh tủy bên trong ẩn chứa chính là thái âm ánh trang lực so với huyền hàn linh khí càng thích hợp trấn áp kim vu luyện thể hoàn dược lực. Thiên đan lão nhân nhìn vậy trôi lơ lửng ở diệp thần trước mặt màu vàng viên thuốc, mặt hiện vẻ khó tin. Thành sư lại một lần liền đem cái này mình nghiên cứu mấy ngàn năm, đều không cách nào luyện thành đan dược, luyện ra. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng thực tế thấy, thiên đan lão nhân còn chưa do được giặt xảo rung động, nhìn diệp thần ánh mắt, vậy bộc phát cung kính, càng khẳng định diệp thần là đại năng suy đoán. Diệp thần nhìn vậy kim vu luyện thể hoàn nhưng là không khỏi được khẽ cao mày. Thiên đan lão nhân thấy vậy, mở miệng hỏi nói, Thánh sư, thế nào? Đan dược này có vấn đề sao? Diệp thần nói, đan dược là không vấn đề gì, chỉ bất quá, không có luyện ra đan văn, ngược lại là khá là tiếc núi. Hôm nay tháng 3 kỳ sắp tới, ngày giờ không nhiều, Diệp thần nếu là muốn mau sớm luyện thành cái này bách tà huyết luyện pháp, sử dụng kim vu luyện thể hoàn, tốt nhất là có đan văn, dốc sức càng mạnh, tốc độ tu luyện tự nhiên vậy càng nhanh. Thiên đan lão nhân nghe vậy, thử ra. Hắn diễn cảm trong chốc lát có chút đáng chát, ở trong tối vực bên trong, hắn được gọi là đan đạo tông sư, có thể bây giờ nhìn lại, mình như thế nào xứng với tiếng xưng hô này. Mấy ngàn năm điều nghiên đều không cách nào luyện thành đan dược, lại bị thanh sư ước chừng tìm hiểu một ngày đan phương sau đó, liên tiện tay luyện thành. Nhưng, dù vậy, thanh sư nhưng còn chưa hài lòng, ở hắn xem ra, sợ rằng luyện ra không có đan văn đan dược, đều không coi là luyện đan thành công chứ cảnh giới này là mình theo không kịp. lúc này thiên đan lão nhân trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ. đột nhiên đối với diệp thần một quỳ mọp địa đạo, xem thánh sư luyện thành cái này kim vu luyện thể hoàn, lão hủ giống như thể hồ quán đính, cảm xúc khá sâu, xin thánh sư cho lão hủ một cái cơ hội, theo thánh sư tu hành đan đạo. mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc cũng có chút quái dị đứng lên, địa vị này tôn như vậy, thực lực kinh khủng thiên đan lão nhân, dường như ưu muốn bái diệp thần vi sư liên liên diệp thần mình đều là hơi sững sờ một lát sau nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lấy ta tu vi như thế nào có thể giáo sư tiền bối đan đạo tối đa trao đổi lẫn nhau một ít trên đan đạo tâm đắc thôi hắn ở trong lòng cười khổ không dứt nếu là có thiên đan lão nhân tên này khủng bố cường giả đi theo mình cỡ đó rất nhiều chuyện cũng sẽ thành được rất đơn giản bất quá hắn có thể khẳng định cái này thiên đan lão nhân là hiểu lầm liền cái gì nếu là thật để cho hắn một mực ở bên cạnh mình rất nhanh liền sẽ phát hiện sơ hở thậm chí sẽ phát hiện huyền hàng ngọc tồn tại. Đã như vậy, hắn tự nhiên không thể nào thật để cho ông cụ này đi theo mình tu hành cái gì đan đạo. Này đan đạo, liên chính hắn cũng không có làm được quá rõ ràng. Thiên đan lão nhân nghe vậy, như là thần sắc buồn bã, đúng rồi, lấy mình cái này cùng tư chất. Như thế nào có thể trở thành thánh sư đệ tử, muốn đi theo thánh sư, chỉ sợ cũng phải là như vậy vạn cổ vừa thấy đan đạo kỳ tài chứ. Bất quá, rất nhanh, thiên đan lão nhân trong mắt lại là sáng lên, có thể được thánh sư đại nhân mấy câu chỉ điểm, cũng là thiên đại cơ duyên. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thần không có tiếp tục luyện đan, mà là chuyển mới bắt đầu hiểu bách tà huyết luyện pháp, đồng thời. Thỉnh thoảng cùng thiên đan lão nhân trao đổi đan đạo, ở huyền hàn ngọc dưới sự chỉ điểm, tháo ra ở trên đan đạo một ít nghi vấn. Lấy huyền hàn ngọc ở trên đan đạo thành tựu, chỉ điểm thiên đan lão nhân cũng là không vấn đề chút nào mà thiên đan lão nhân mỗi lần cùng diệp thần trao đổi qua sau đó đều là mừng rỡ như điên đối với diệp thần thái độ bộc phát cung kính tựa như ở diệp thần trước mặt mình mới là vãn bối mà diệp thần mới là tiền bối vậy một ngày này không minh thành bên trong thiên địa quy luật đột nhiên phối hợp rối loạn lên vô tận linh khí hải nạp bách xuyên vậy hướng không minh thành hội tụ tới toàn bộ minh châu thậm chí là minh châu vùng lân cận thương châu lương châu bên trong võ giả đều là mặt hiện sợ hãi vẻ không biết phát sinh cái gì mà linh khí này hội tụ trung tâm, bất ngờ chính là không minh thành ám phủ. Ba ba ba. Không gian ba động kích động, mấy đạo hơi thở kinh khủng bóng người, đồng thời xuất hiện ở không minh thành ám phủ bốn phía, ánh mắt nhỏ tránh hướng dưới chân ám phủ nhìn. Giờ phút này, toàn bộ minh châu ám phủ đã bị đậm đà cực kỳ thiên đạo ý vận bao phủ. Một người mặc quần đen cô gái mở miệng nói, này thiên tượng, có cường giả muốn ở đột phá này. Bên người một người cao lớn tóc đỏ nam tử khẽ gật đầu nói, không sai, chẳng lẽ là lo cho gia đình vậy nha đầu. Lại có một người hơi thở âm lãnh gầy đét thiếu niên lắc đầu nói, nha đầu kia hơi thở ta biết, cách cách đột phá còn cách một đoạn. Ngay tại lúc này, một đạo to lớn lò hư ảnh xuất hiện ở minh châu ám phủ bầu trời. Vô tận linh khí cùng với vậy cuồn cuộn thiên đạo ý vận, rồi rít bướm bay dập lửa vậy, ném vào vậy lò bên trong. Ngay tức thì, vậy lò hư ảnh bên trong tản mát ra đậm đà đan đạo hơi thở, phảng phất có một quả kinh thế kỳ đan đang thành hình. Ám phủ bầu trời các cường giả đều là mặt lộ một vẻ ngoài ý muốn, vậy quần đen cô gái ngương mắt nhìn vậy lò, mở miệng nói, lại là lấy đan đạo đột phá. Thời gian trôi qua, vậy lò bên trong đan đạo hơi thở, vậy bộc phát lớn mạnh, mấy giờ sau đó, một đạo ba động kỳ dị, nhộn nhạo lên, vậy lò bên trong, ánh sáng chớp mắt, một đạo minh in vô số đạo vận kim màu đỏ viên thuốc, bỗng nhiên lao ra lò, nhảy vào liền trong mắt của mọi người. Vậy viên thuốc bên trên, bất ngờ tản ra ngút trời cường giả mới có thể có được hơi thở. Một khắc sau, một bóng người từ ám phủ bên trong bay lên trời, nhanh như chớp vậy tốc độ, cùng kim màu đỏ viên thuốc hư ảnh hòa làm một thể. Các loại dị tượng tiêu tán, một đạo vô cùng là vui sướng cười to tiếng, thẳng sông lên trời cao. Ánh sáng thu liễm, chỉ gặp, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một người nhìn như đứa bé võ giả tóc đỏ nam tử con ngươi co giúp một cái nói, thiên đan lão nhân, lại là người. Vậy trẻ thơ nhìn về phía mọi người tại đây, mặt mỉm cười nói, các vị châu trưởng, lễ độ. Đám người trong chốc lát, đều có chút kinh nghi không chừng, cái này thiên đan lão nhân thực lực tuy mạnh, có thể nghe nói hắn cắm ở một cảnh giới đã không biết bao lâu, làm sao bỗng nhiên đã đột phá. Hơn nữa, hắn thì tại sao sẽ xuất hiện ở đây Minh Châu ám phủ? Chuyện này, chẳng lẽ và cố tuyển có quan hệ thế nào? Minh Châu là thế giới dưới đất ám vực nhỏ yếu nhất châu vực, không chỉ là bởi vì hẻo lánh, cương vực nhỏ hẹp, đồng thời cũng là bởi vì là cố tuyển mặc dù thực lực vượt qua cảnh giới, nhưng cùng chân chính ám vực cường giả, còn có một chút chênh lệch, có thể hiện tại, nếu như Minh Châu nhiều hơn một người thiên đan lão nhân mà nói, tình huống cũng không giống nhau à. Chẳng lẽ, Minh Châu yếu ở trong tối vực bên trong quật khởi? Thiên đan lão nhân khẽ mỉm cười nói, may mắn lấy được một người tiền bối chỉ điểm, làm lão hủ hiểu ra, nguyên bản đan đạo trên nghi ngờ giải quyết dễ dàng liền nhiều năm không gặp động tĩnh cổ trai cũng đuổi giãn ra trước đây không lâu đột nhiên linh quang vừa hiện lúc này mới đột phá các châu châu trưởng căn bản đều là một khối cự phách và trí cường tồn tại ở nơi này ám vực bên trong bao lớn sóng gió cũng gặp qua có thể nghe được thiên đan lão nhân lời ấy nhưng là từng cái kinh được miệng há không khép lại một bộ si ngù hình dáng dựa vào chỉ điểm liền có thể để cho một người đình trệ hơn 10.000 năm cường giả đột phá những ràng buộc cái này Thiên Đan lão nhân trong miệng Tiền Bối, hắn tu vi kết quả tới loại cảnh giới nào à? Như vậy cường giả, đặt ở toàn bộ ám vực bên trong, đều là hết sức quan trọng tồn tại. Ngay tại lúc này, Thiên Đan lão nhân bên người bóng người chớp mắt, xuất hiện hai cô gái một nam, chính là Cố Tuyền, Tiểu Nhu, vẫn là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn về phía Thiên Đan lão nhân nói, chúc mừng ngươi, Thiên Đan. Nguyên bản, Diệp Thần còn gọi Thiên Đan lão nhân là Tiền Bối, có thể chẳng biết tại sao Thiên Đan lão nhân nhưng cố ý muốn cho Diệp Thần không ngừng kêu kỳ danh. Bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng chỉ được Thiên Đan tương xứng. Vậy một đám châu trưởng nghe vậy, đều là khóe mắt giật một cái. Thiên Đan lão nhân nặng nhất mặt mũi, hiện tại ham hở đột phá, lại là ở một đám châu trưởng trước mặt càng cần phải như vậy, có thể người trẻ tuổi này lại không ngừng kêu kỳ danh. Tất cả mọi người lấy là Thiên Đan lão nhân muốn nổi giận lúc. Chỉ gặp cái này Thiên Đan lão nhân lại là tư thái cực thấp hướng về phía diệp thần thì lễ nói cái này còn phải cảm tạ thánh sư chỉ điểm nếu là không có thánh sư lão hủ cả đời này sợ rằng đều phải khốn đốn ở nơi này những ràng buộc bên trong nửa bước khó khăn trước diệp thần khẽ mỉm cười không có nói gì nhiều trong chốc lát minh châu ám phủ chung quanh cường giả đều là trong mắt kịch trấn nhìn đứng ở thiên đan lão nhân bên cạnh diệp thần người trẻ tuổi này chính là thiên đan lão nhân trong miệng tiền bối Bọn họ mặc dù bởi vì yên linh thạch che giấu, không cách nào thấy rõ diệp thần tu vi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được diệp thần sức sống, vô cùng trẻ tuổi hà. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dứt lời, diệp thần cùng thiên đan lão nhân liền quay trở về ám phủ bên trong. Mà cố tuyển cười mỉa nhìn một đám châu trưởng một mắt, mở miệng nói, các vị, đừng xem, trở về đi thôi. Nàng vừa quay người, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, Diệp Thí Thiên tên đồ đệ này thật đúng là thu đúng rồi à. Xem bữa trước Đan lão quái vật đối với Diệp Thí Thiên như vậy kính trọng hình dáng, để cho nó sáp nhập vào Minh Châu còn không phải là chuyện một câu nói. Minh Châu nếu như nhiều hơn một người cường giả loại này, toàn bộ ám vực thế cục đều có thể phát sinh thay đổi. Vậy một đám châu trưởng đều là ánh mắt lóe lên, quần đen cô gái cười nói, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Cái này Thiên Đan lão nhân từ trước đến giờ một mình tu hành, chưa chắc sẽ gia nhập Minh Châu ám phủ tóc đỏ nam tử cũng là gật đầu nói không sai người trẻ tuổi kia mặc dù có chút cổ quái nhưng tuyệt không thể nào là cái gì tiền bối không cần quá để ý những người khác cũng nói trước lời tương tự dối giết thân hình chớp mắt từ tại chỗ biến mất trong hư không quần đen cô gái trầm ngâm chốc lát sau đó đột nhiên cầm ra một quả đưa tin ngọc phù đem kích thích ngọc phù bên trong truyền tới một cung kính thanh âm nam tử nói sư tôn quần đen cô gái nhàn nhạt, nhạt nói tử thư ngươi đi trong phủ bảo khố đem vậy bảo y lấy tới, thay ta chuẩn bị xong. Vậy được gọi là tử thư nam tử có chút kinh ngạc nói, vậy bảo y là đứng sau sư tôn nơi huyền sợi bông tiên y phòng ngự trí bảo. Hôm nay đột nhiên muốn đệ tử lấy ra, nhưng mà chuyện gì xảy ra, hư hại sư tôn tiên y, phải lấy cái này bảo y thay thế. Quần đen cô gái nói, ta không có sao, lấy cái này bảo y là vì đưa người. Đưa người. Tử thư nghe vậy, hơn nữa kinh hãi, cái này bảo y chính là cao nhất chi bảo, sư tôn hiện tại nhưng muốn bắt tới đưa người phải biết sư tôn thân phận vốn là vô cùng tôn quý lại có người nào có thể gánh nổi đại lễ như vậy quần đen cô gái nói ngươi không cần hỏi nhiều đem vậy bảo y lấy ra chính là còn nữa ràng buộc chúng ta lương cho người tạm thời không muốn cùng minh châu ám phủ phát sinh mâu thuẫn trước cùng minh châu ám phủ tranh đoạt mấy chỗ quạng mỏ vậy buông tha đi tử thư óc đều không cách nào vận chuyển rốt cuộc chuyện gì xảy ra để cho sư tôn đột nhiên đối với ám vực minh châu thay đổi thái độ chỉ chốc lát sau hắn vẫn là cố đè xuống nghi ngờ trong lòng ứng tiếng nói ừ đệ tử rõ ràng quần đen cô gái buông xuống ngọc phù tự lẩm bẩm có thể giúp thiên đan lão nhân một lần hành động đột phá tự nhiên không thể nào xem ngoài mặt đơn giản như vậy mặc dù còn không cách nào đem người nọ nhìn thấu nhưng cùng làm quan hệ tốt tổng không có sai mà từ minh châu ám phủ rời đi mấy tên khác châu trưởng cũng đều đang làm giống nhau chuyện. Đến đây là hết rồi. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để chờ đón tập tiếp theo nha.